Vâng, xin chào các bạn, lại là Jolly Joker đây. Hôm nay chúng ta sẽ nói một chút về các cái cách phát âm của các cái hãng liên quan đến mô tô và đồ bảo hộ thông dụng. Thì tại vì tôi tiếp xúc với rất nhiều người và tôi thấy là các bạn thường là phát âm sai. Thực ra nó cũng chẳng có vấn đề gì đâu, bởi vì cứ hiểu là được. Nhưng mà nếu mà mình phát âm được chuẩn thì chắc là nó sẽ hay hơn một chút, đúng không? Thì chúng ta sẽ đi từng thương hiệu nhé. Thứ nhất là cái thương hiệu trên màn hình đây. Tôi thấy nhiều người đọc là Alpinesta, nhưng mà đọc đúng của nó phải là Alpine Star nhé. Alpine Stars. Và nó có chữ S chứ không phải là chữ T ở cuối. Rất nhiều người viết nhầm, bởi vì đây là một cái thương hiệu của Ý. Cái Alpine này nó là muốn ám chỉ cái đỉnh Alper ấy. Và Star kia là những ngôi sao ở đỉnh Alper. Tiếp theo, cái thương hiệu này đọc là Dainese, đọc theo tiếng Ý, bởi vì đây cũng là một thương hiệu của Ý. Thực ra đôi khi đọc theo kiểu Anh là Dainese thì cũng được, vẫn hiểu. Đó, đây là một thương hiệu của Ý nhá. Còn cái thương hiệu này là của Nhật, đọc theo tiếng Nhật thì nó là Komine, chứ không phải là Comine. Comine thì nó đọc theo kiểu Anh mất rồi, nghe nó hơi kỳ kỳ tí. Đọc là Comine nó vẫn thuận mồm như tiếng Việt luôn. Còn cái thương hiệu lốp của Pháp này thì chắc là rất nhiều người biết. Nó không phải là Michelin hay Michelin. Đọc đúng của nó là Michelin. Michelin, tiếng Pháp. Michelin. Còn đây, HJC hay là HJC. Cái này thì dễ phát âm, nhưng mà chắc không nhiều người biết là nó viết tắt của cái gì. Nó viết tắt của Hong Jin Crown. Còn đây, nó là Shoei. Nó là một thương hiệu mũ rất nổi tiếng, cao cấp của Nhật, sản xuất tại Nhật, Shoei. Còn cái thương hiệu Po này thì chắc là ai cũng biết, nhưng mà thường mọi người lại bỏ chữ K, không phát âm. Đọc đúng phải là Akrapovic, chứ không phải là Akapovic. Tiếp theo lại là một thương hiệu Po khác của Nhật. Cái này thì tiếng Nhật nó đọc là Yoshimura. Yoshimura. Bình thường anh em đọc là Yoshimura thì cũng đúng đấy. Nghe thì vẫn hiểu thôi, nhưng mà tiếng Nhật chữ U thì nó đọc là Ư. Còn cái thương hiệu Phuộc nổi tiếng này thì chắc là ai cũng đọc đúng rồi. Nó là Erlins. Erlins. Có vẻ là nó cũng khá dễ, không có gì sai sót hay là đặc biệt cả. Sẽ thật là thiếu sót nếu không nhắc đến cái thương hiệu này. Thực ra cái thương hiệu này thì ai cũng đọc đúng cả, AGV hoặc là AGV. Thế nhưng mà cái thương hiệu này nó là cố ý và nó viết tắt theo tên của người sáng lập cùng với thành phố mà cái công ty này nó đặt ở bên Ý, ở thành phố Valenza. Còn ông chủ tên là Gino Amisano, viết tắt ba chữ cái của tên ông chủ và tên thành phố của công ty, thành phố quê hương. Còn đây, Arai của Nhật. Thì cái hãng này nó cũng là một trong hai hãng mà rất đắt tiền bên cạnh Shoei. Thì tại vì cái hãng này nó sản xuất thủ công hoàn toàn ở Nhật, và nó không mở rộng quy mô mà nó chỉ giữ trong cái nhà máy nhỏ ở Nhật, cho nên là giá thành của nó rất đắt vì nó đáp ứng rất nhiều cái tiêu chuẩn chất lượng. Đội cái Arai này tôi cảm thấy là nó gần như mình đi đường dài mà không có một cái gì trên đầu cả, gần như không có cảm giác là mình đang đội mũ trên đầu. Vậy là tôi đã nói gần hết những cái thương hiệu mà anh em thường hay phát âm sai hoặc là chưa chuẩn rồi. Thì hy vọng là các anh em sẽ có một cái cách phát âm mới, nó đúng hơn, nghe cho nó sành điệu hơn. Thì nếu mà các anh em có bổ sung hay comment gì thì xin mời cứ comment bên dưới cho tôi biết. Và hy vọng sẽ nhận được nhiều góp ý. Xin cảm ơn anh em và hẹn gặp lại vlog sau. Bye bye.